Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex. Hôm nay xin được gửi tới lên nhà đầu tư những lời chúc trong năm 2020 sắp tới, những giá trị mà mọi nhà đầu tư trên thị trường giao dịch Forex này mong muốn rằng bản thân mình có thể đạt được và mọi nhà đầu tư có thể đạt được giống như tôi trong suốt cả một quá trình phát triển từ 2015 cho đến nay. Cả một quá trình dài 5 năm qua là sự nỗ lực của bản thân tôi trên thị trường để chứng minh cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị này trên thị trường. Nhà đầu tư có thể thấy rõ cả một quá trình phát triển nỗ lực của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng là cả một sự chứng minh bằng thực tế, bằng chính những giao dịch ở trên thị trường liên tiếp trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân chúng tôi ở trên thị trường giao dịch Forex này, chứ không phải là những giá trị chia sẻ bằng mồm hoặc là những giá trị không có sự chứng minh bằng thực tế trên thị trường. Và những giá trị này chúng tôi chứng minh trực tiếp ở trên Facebook hoặc trên YouTube và trên website đào tạo Forex, cùng với đó là website chiến lược Forex để lưu lại những video mà bản thân tôi đang chia sẻ ra ngoài cộng đồng. Nhà đầu tư có thể thấy rõ đây là cả một quá trình mà chúng tôi phải chứng minh thực tế và gì nhỉ, cho mọi học viên nhìn nhận. Và những giá trị chúng tôi chia sẻ là những giá trị mà không một nơi nào dám chia sẻ và chứng minh bằng thực tế, bằng chính những năng lực của bản thân tôi. Tôi có thể show full toàn bộ tài khoản giao dịch của bản thân mình từ 2015 cho đến nay. Nhà đầu tư có thể thấy rõ về cả quá trình này trên thị trường và những hoạt động của bản thân chúng tôi gắn liền với những học viên đã đồng hành với cả chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình đó. Đây giao dịch thực tế và thì nhà học viên ngồi theo dõi. Tôi luôn luôn đánh live stream trực tiếp trên thị trường mỗi khi thị trường biến động và để nhà đầu tư và học viên của bản thân tôi nhìn nhận và đánh giá điều này. Và những buổi gì nhà hoạt động bên ngoài và những sự gắn kết của toàn bộ học viên từ khắp mọi miền ở trên tổ quốc và thì nhà những nơi nước ngoài về tập trung với cả chúng tôi. Đây là một sự khẳng định về giá trị thương hiệu của bản thân đào tạo Forex và bản thân tôi trên thị trường. Đó, tôi luôn luôn đánh live stream trực tiếp nha. Nên mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về điều này ở tại Facebook của bản thân tôi. Thì tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị chúng tôi chứng minh, nhà đầu tư có thể thấy rõ. Đây là kênh YouTube của bản thân tôi. Nhà đầu tư có thể thấy rõ đấy, rất là nhiều các cái video live stream và show full tài khoản và cứu tài khoản và cả đầu tư coin ở trên thị trường tôi chia sẻ ra bên ngoài. Mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ các hoạt động này của bản thân chúng tôi là liên tiếp ở trên thị trường và nhà chúng tôi chia sẻ những góc khuất ở trên thị trường cho nhà đầu tư thấy rõ. Và đây có thể chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ. Và đây là gì nhỉ? Những cái hoạt động của bản thân chúng tôi khoảng đây. Rồi những cái mà chia sẻ về gì nhỉ? Giá trị giao dịch livestream trên thị trường có khoảng 1.001 video trên thị trường. Đó. Mà trên 1.000 video trên thị trường. Và những cái phương chia sẻ về những cái kiến thức giao dịch Forex và số full tài khoản và những hoạt động và đánh giao dịch TNF thì mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ về các giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Tôi mong muốn rằng những gì mà trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng của bản thân tôi là Trần Quốc Minh sẽ minh chứng cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể thấy rõ về cả quá trình này trên thị trường ở bên trung tâm đào tạo Forex đó. Thì mọi giá trị ở trên thị trường với các khóa học tôi luôn luôn hướng mọi nhà đầu tư đến một thứ đó nhỉ, người thầy đứng ra giao dịch, người thầy đứng ra chia sẻ, người thầy đứng ra dạy, thì họ phải chứng minh bằng năng lực thực tế của bản thân họ. Họ phải đem tài khoản ra họ giao dịch, họ phải chứng minh liên tiếp trong cả một thời gian dài. Nhà đầu tư có thể thấy rõ về cả quá trình để phát triển của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex. Và gì nhỉ, trên hết thì tôi có thể cho nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị mà gì nhỉ, bản thân chúng tôi giao dịch liên tiếp trên thị trường bằng chính những tài khoản của bản thân mình. Đây là những tài khoản của bản thân chúng tôi và của bản thân tôi và cả của những học viên trong suốt cả một quá trình phát triển. Những ai họ đồng ý cho bản thân tôi show lên thì tôi mới show lên cho nhà đầu tư xem xét và đánh giá. Rồi, những giá trị mà của những học viên họ đã đồng hành với cả tôi trong cả một khoảng thời gian dài, họ chia sẻ thì tôi mới đưa lên đây để gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị này. Nhà đầu tư có thể thấy rõ về tình hình các chuỗi sự kiện và hoạt động của bản thân trung tâm đào tạo Forex trong suốt cả một quá trình phát triển của bản thân chúng tôi. Chúng tôi có những buổi off thường niên ở trên thị trường để chia sẻ về những giá trị đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trên thị trường trong vòng 1 năm đến 5 năm của cả một quá trình thay đổi thường xuyên được tổ chức vào những buổi đầu năm trên thị trường. Và đây là những các kênh được gọi là hợp tác cùng phát triển cùng với cả bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng và những giá trị chia sẻ chứng minh thực tế trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ những trang nhật ký của bản thân chúng tôi được chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính hoạt động của bản thân
chúng tôi xuyên suốt hàng ngày trên thị trường giao dịch Forex, đó là sự gắn kết, đó là sự minh chứng thực tế nhất để gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể thấy rõ về những góc khuất mà bản thân chúng tôi chia sẻ, mà những nơi họ khác ở trên thị trường, họ không chứng minh được năng lực ở trên thị trường, họ sử dụng những chiêu trò trên thị trường này để thu chết nhà đầu tư. Và những góc khuất này chỉ có một mình trung tâm đào tạo Forex mới dám chứng minh, mới dám chia sẻ và mới dám gửi đến nhà đầu tư để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận về những giá trị này. Tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường, và những giá trị giao dịch thực tế này trên thị trường được bản thân tôi livestream trực tiếp ở trên Facebook đây, và gì nhỉ, ở trên kênh YouTube của bản thân chúng tôi, để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Đây là cả một quá trình nỗ lực của bản thân tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua, của cả một quá trình mà gì nhỉ, bản thân tôi phải rèn giũa chứng minh với chính những người học viên của bản thân mình, và gì nhỉ, chia sẻ đến cộng đồng. Và những buổi giao dịch tin NF trực tiếp cùng với cả học viên của bản thân chúng tôi, và mọi người có thể kích vào đây để tìm hiểu về những giá trị này. Tôi luôn luôn giao dịch trực thực tế trên thị trường để cho học viên của bản thân chúng tôi nhìn nhận và đánh giá về những giá trị này trên thị trường, và nhà đầu tư có thể thấy rõ đấy nhỉ. Đó, thì khi mà nhìn nhỉ, chúng ta giao dịch hay không ở trên thị trường, chúng ta phải nhìn nhận về những điều này ở trên thị trường. Đó, thì tất cả trên thị trường, những người thầy họ phải có trách nhiệm để chứng minh về những giá trị này cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các vấn đề này. Tìm hiểu Forex ở trên thị trường, nhà đầu tư có thể thấy rõ là cả quá trình chúng tôi chia sẻ về những giá trị cơ bản trên thị trường, và chúng tôi hướng đến một thứ kiến thức thì phải được chứng minh bằng thực tế, chứ không phải được nói mồm hoặc chia sẻ là bản thân mình thế này thế nọ. Và gì nhỉ, những giá trị chúng tôi chia sẻ về cứu lệnh trên thị trường luôn luôn có sự minh chứng bằng thực tế, và cả quá trình này diễn biến như thế nào trên thị trường giao dịch Forex, và phải được sự đồng ý của chính những người đứng ra chia sẻ tôi mới up lên đây. Và gì nhỉ, tôi chia sẻ về những góc khuất ở trên thị trường này, trong đó có các sàn Forex đang thuốc chết nhà đầu tư là như thế nào. Mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tự đánh giá về những giá trị này trên thị trường, bởi vì đơn giản chúng tôi không làm IB cho sàn nào, và chúng tôi chia sẻ cho các bạn thấy rõ về điều này. Và đây là những góc khuất về các thị trường, về giao dịch, về robot ở trên thị trường, bản thân chúng đã thuốc chết nhà đầu tư như thế nào trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân các bạn nên nhìn nhận và đánh giá cho thực tế. Và đây là web chiến lược Forex của bản thân tôi ở trên thị trường chiến lược forex.com nhé. Thì tôi chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư với những giá trị bằng video trực tiếp, để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được cả quá trình này trên thị trường của bản thân chúng tôi. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ video của từ xưa cho đến nay của bên trung tâm đào tạo Forex, và những giá trị này nhà đầu tư có thể nhìn nhận từ trên kênh Facebook, từ trên kênh YouTube và từ trên kênh website đào tạo Forex, và cho đến nay thì thêm đó là chiến lược forex.com. Mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận về đánh giá những giá trị này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trong năm 2020 sắp tới, tôi xin kính chúc mọi nhà đầu tư và vàng ở trên thị trường có thể gặt hái được nhiều giá trị thành công ở trên thị trường đầu tư Forex này. Trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng trong suốt quá trình phát triển của chính mình, chúng tôi đã nỗ lực chứng minh và gửi đến nhà đầu tư Forex những giá trị chân thật nhất ở trên thị trường giao dịch Forex, bằng chính những lệnh giao dịch Forex của chính mình trên thị trường, để mọi nhà đầu tư có thể theo dõi và đánh giá trực tiếp những giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Năm 2020 đã đến, trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng của tôi là Trần Quốc Minh xin được gửi đến nhà đầu tư những giá trị và những lời chúc tốt đẹp như sau. Xin được cảm ơn cả một khoảng thời gian dài cho bản thân tôi đã trưởng thành trên thị trường, bởi tôi biết muốn thành công trên bất kỳ con đường nào cũng phải trả giá. Chính vì vậy, tôi trân trọng về điều này đã làm tôi thay đổi và đủ nghị lực để đương đầu với rất nhiều thử thách ở trên thị trường và con đường mà mình đã chọn. Để có được thành công như ngày hôm nay, thì tôi xin được cảm ơn chính mình, vì trong những năm tháng đã qua, chính bản thân tôi đã phải nỗ lực một cách tối đa trên mọi khía cạnh, từ trong cuộc sống cho đến chính công việc của bản thân tôi, để có được thành công như ngày hôm nay. Tất cả để chứng minh giá trị của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này, để nhà đầu tư có thể thấy rõ về bản thân mình đang
vận dụng những giá trị nào để thành công trên thị trường giao dịch Forex này. Chính bản thân tôi xin được trân trọng cảm ơn tới toàn thể học viên của bản thân Trung tâm Đào tạo Forex và Đầu tư Vàng đã tin tưởng đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đầu tư Forex này. Bản thân tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để truyền đạt và để chứng minh những giá trị thực tế của đầu tư nói chung hay thị trường giao dịch Forex nói riêng để mọi thành viên trong hội đào tạo Forex có thể thấy rõ được giá trị kết quả này và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường đầu tư Forex. Rồi, tôi xin được cảm ơn tới bất kỳ một những ai đã không tin tưởng chính mình trên con đường đầu tư Forex này. Chỉ đơn giản rằng một điều mà các bạn đang dành cho bản thân tôi đó là gì nhỉ? Là những nguồn động lực để cho chính bản thân tôi cố gắng hoàn thiện và phát triển về sự phát triển về bản thân tôi trên thị trường này, có thể tự tin nhiều hơn để có thể chia sẻ và chứng minh những giá trị của bản thân mình tới cộng đồng. Tôi vui mừng vì có những người ghét bản thân mình và những người sẵn sàng nói xấu bản thân tôi đằng sau lưng. Tôi rất hiểu điều mà các bạn đang làm trên cái thị trường giao dịch Forex này đối với tôi. Chỉ đơn giản rằng tôi và các bạn đều cùng là những người tham gia vào trong thị trường này. Và những mục đích của bản thân tôi là chứng minh giao dịch của bản thân mình và chứng minh về những giá trị của bản thân tôi trên thị trường này là bằng những giá trị thực tiễn trên thị trường giao dịch Forex. Còn bản thân các bạn đang hại rất là nhiều các nhà đầu tư khác ở trên thị trường này. Chính điều này mà các bạn có quyền nói xấu bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex hoặc thậm chí ghét bản thân tôi trên thị trường này. Tôi rất sẵn sàng đón nhận về điều này. Và gì nhỉ? Nhờ có nó mà tôi hiểu được rằng giá trị của bản thân chính mình và của bản thân các bạn là ở đâu. Chính điều này tôi xin được cúi đầu cảm ơn các bạn rất là nhiều và bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới tất cả các bạn. Hạnh phúc chính ở những thứ đã cho bản thân tôi vấp ngã mà bản thân tôi tự nhìn nhận và thay đổi để hoàn thiện chính mình trên con đường đầu tư giao dịch Forex này. Chính vì vậy, tôi trân trọng và gì nhỉ? Vì những gì đã đến với bản thân mình đã có một tôi như ngày hôm nay để có thể chia sẻ, chứng minh toàn bộ những giá trị của bản thân mình trên thị trường giao dịch đầu tư Forex này. Và bản thân tôi đầy tự tin, kiêu hãnh để mà chia sẻ về điều này đến nhà đầu tư. Cuộc sống của bản thân tôi hay của chính các bạn vẫn tiếp tục diễn ra và năng lực sẽ là điều mà còn mãi cho chính bản thân tôi hay chính các bạn có thể đánh giá và nhìn nhận về những điều này, chứ không phải bằng lời nói khoác lác, không phải sự chứng minh mà không có căn cứ ở trên thị trường này. Đây sẽ là điều mà tôi chia sẻ đến cộng đồng, mong muốn rằng những chia sẻ này sẽ ngày một hỗ trợ cho cộng đồng nhiều hơn để nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được những giá trị này các bạn và hiểu được cái con đường mà các bạn đang đi. Tất cả những giá trị trên thị trường giao dịch Forex chúng tôi đã nỗ lực gửi đến mọi nhà đầu tư Forex, không một ai hay tổ chức nào dám chứng minh về khả năng này trên thị trường ngoài trừ bản thân Trung tâm Đào tạo Forex và Đầu tư Vàng của chính bản thân tôi là Trần Quốc Minh. Chúng tôi mong muốn rằng sự phát triển của chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự đóng góp của rất nhiều nhà đầu tư. Có như vậy, Trung tâm Đào tạo Forex và Đầu tư Vàng và của chính bản thân tôi là Trần Quốc Minh mới có động lực để mà chia sẻ, để mà gửi đến nhà đầu tư những giá trị ở trên thị trường đầu tư Forex này. Thành công hôm nay của Trung tâm Đào tạo Forex và Đầu tư Vàng và của chính bản thân tôi có được cũng là một phần nhờ những học viên và cộng đồng đã ủng hộ và nhiệt tình đóng góp chia sẻ đến bản thân chúng tôi. Cũng như một phần sự thành công để cho nhiều nhà đầu tư có thể so sánh được các giá trị thực tiễn của Trung tâm Đào tạo Forex và Đầu tư Vàng và của chính bản thân tôi là Trần Quốc Minh với các nơi khác, và nhờ những kẻ không có khả năng giao dịch ở trên thị trường Forex này đố kỵ và đã đẩy nhanh cả một quá trình phát triển của bản thân tôi được gần gũi đến mọi nhà đầu tư. Và điều này tôi thật sự là
mong muốn rằng nhà đầu tư gì nhỉ, cùng với cả bản thân tôi xin cảm ơn những cái kẻ đố kỵ này trên thị trường, và gì nhỉ, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn trong suốt cả một quá trình phát triển của bản thân mình ở trên thị trường để gửi đến nhà đầu tư những giá trị thực tiễn trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư có thể theo dõi tiếp cả một quá trình của bản thân tôi trên thị trường giao dịch Forex này. Trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng cùng thầy Trần Quốc Minh là bản thân tôi xin được kính chúc nhà đầu tư năm 2020 sắp tới gặt được hái được nhiều giá trị thành công ở trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ rằng sự minh chứng của website đào tạo Forex luôn luôn là những giá trị trực tiếp trên thị trường. Và những lệnh giá trị giao dịch Forex này chúng tôi luôn luôn gửi trực tiếp đến nhà đầu tư vào mỗi buổi sáng khi thị trường mở cửa, thì toàn bộ học viên của bản thân tôi sẽ nhìn nhận và đánh giá được toàn bộ những giá trị giao dịch lệnh này trên thị trường. Đây không phải là sự mới mẻ trên thị trường, mà đây chính là gì nhỉ? Cả một quá trình phát triển nỗ lực của bản thân chúng tôi trong suốt từ những ngày đầu phát triển cho đến nay. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn toàn bộ những ai ở trên thị trường giao dịch Forex này đã theo dõi website đào tạo Forex và đã đồng hành cùng với cả chúng tôi trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển, để đến hôm nay chúng tôi đã gần đạt đến mốc 9 triệu lượt truy cập cho từ 2015 cho đến nay ở trên thị trường. Và đây chính là sự phát triển của bản thân chúng tôi, là nhờ vào cộng đồng, là nhờ vào sự tin tưởng của chính những nhà đầu tư ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin chân thành cảm ơn tất cả nhà đầu tư, xin chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này.